Nếu như bạn có một cái hôn nhân mà nó rạn nứt tới mức mà đau khổ, tức là ở trong cái hôn nhân có nhiều cái sát thương, không những là về mặt thể xác mà nó có thể về mặt tinh thần, hoặc là chồng bạn ngoại tình, hay là cuộc sống hôn nhân bạn không như ý, thì có thể nói là bạn đã tìm đúng chỗ rồi. Thực ra tình huống nó không dừng ở đó, nó còn nhiều thứ nữa. Bạn có một cái hôn nhân nó nhạt nhẽo, bạn có một cái hôn nhân mà ở đó bạn không được hạnh phúc, thì cái đó cũng đủ để chúng ta đến tới cái chỗ này rồi. Thì cái đây là cái video mình giới thiệu với các bạn về cái lớp học gọi là hôn nhân hạnh phúc và True Love. Và ở trong cái lớp này cho bạn tất cả mọi thứ để bạn có thể hiểu về hôn nhân là gì. Tại vì mình tin chắc là rất là nhiều bạn còn chưa biết hôn nhân là gì, cái cốt lõi của nó là gì, và cái cách làm sao để có thể xây dựng được một cái hôn nhân tốt đẹp. Thực ra cái cách để xây dựng một cái hôn nhân tốt đẹp nó không có khó. Tuy nhiên con cái là nếu mình không hiểu được cái nền tảng thì mình sẽ không bao giờ thiết kế ra được cái lộ trình đó. Thế thì ở trong một cái lớp học gọi là hôn nhân hạnh phúc và True Love này, cái format học sẽ như thế này nha. Bạn sẽ học 3 buổi. Thì buổi thứ nhất á, là sẽ là các coach giảng cho bạn 3 tiếng. Buổi thứ hai các coach cũng giảng cho bạn 3 tiếng, là 6 tiếng tổng cộng ha. Buổi thứ ba mình sẽ là người tóm lại cho các bạn cả cái lớp học và đồng thời trả lời các câu hỏi cho bạn, cũng 3 tiếng. Thì tổng là 9 tiếng. 9 tiếng nghe có vẻ nhiều, thực ra nó hoàn toàn không nhiều đâu. Tại vì cái kiến thức này đối với nhiều bạn nó rất là mới, thậm chí nó đổi hẳn một cái tư duy của các bạn luôn. Là các bạn có thể từ nào giờ chưa bao giờ nhìn ra được cái hôn nhân là gì. Để có những bạn là giật mình nhận ra, ôi chết rồi, từ nào giờ mình thực ra mình sai quá sai mà mình không biết nữa. Mình có thể vô tình làm hư cái hôn nhân mà mình cũng không biết nữa. Cho nên là ở trong lớp này nếu mà nói nội dung các bạn học được nhiều lắm luôn á. Các bạn học được cái tổng thể của một cái hôn nhân là gì, bạn hiểu được cái cốt lõi của hôn nhân là gì, bạn biết được những cái thành phần để cấu thành cái cốt lõi đó, bạn hiểu được cái phiên bản nó bao gồm cái gì và cái phiên bản nó ảnh hưởng tới cái hôn nhân như thế nào, bạn hiểu được ngôn ngữ yêu là gì, bạn hiểu được sự kết nối là gì, bạn hiểu lãng mạn là gì, bạn hiểu được sự tôn trọng là gì, bạn biết được sự kết hợp giữa nam và nữ là gì, có rất là nhiều. Rồi tất cả những cái đó bạn ráp lại và bạn hiểu ra cái lộ trình của cái hôn nhân và biết được là mình thiết kế nó như thế nào. Chưa đâu, tới cái đoạn sau nữa là đoạn mà các bạn mà tới cái giai đoạn mà chỉnh sửa hôn nhân, tức là nó có tổn thương, đang ly thân rồi đánh đập nhau rồi đòi chia con rồi tiền bạc công tùm lum thứ ấy. Thì đi tới cái đoạn đó các bạn được học thêm một phần á, là chỉnh sửa hôn nhân như thế nào. Tức là ngoài việc cho bạn biết một cái hôn nhân nó là gì và xây dựng như thế nào, nhiều khi chưa đủ thì các bạn đang trong một cái trạng thái tổn thương và cái hôn nhân bây giờ nó nằm tuốt như này nè. Cho nên học về xây dựng hôn nhân nhiều khi không đủ sức. Cho nên chỉ cho bạn cái cách, những cái cần làm mà ở cái mức mà cái hôn nhân nó tổn thương như thế này, thì ngoài ra có những cái bước gì cần làm thêm nữa trước khi vào được cái gọi là chỉnh sửa và xây dựng lại hôn nhân. Và đây là một cái lớp học mà mình thú thật, mình bây giờ có tìm một cái lớp khác, mình cũng không tài nào tìm được một cái lớp nào mà mình thấy là nó giá trị bằng cái lớp này. Bây giờ cho các bạn mà đang có hôn nhân, hay là thậm chí đã không còn hôn nhân nữa, hay là đang trong giai đoạn ly hôn, hay đang trong giai đoạn ly thân, hay là kể cả những bạn mà chưa có hôn nhân luôn, chưa bao giờ có hôn nhân, cái lớp này vẫn cần cho các bạn. Tại sớm muộn gì các bạn cũng sẽ có cái hôn nhân. Cho nên học sớm chừng nào thực ra là tốt chừng đó. Thì đó là những cái cơ bản thôi mình muốn đưa ra cho các bạn, để các bạn biết là trong lớp nó có cái gì. Tuy nhiên cái quá trình mà bạn chỉnh sửa hôn nhân và bạn xây dựng hôn nhân á, thực ra nó là một cái lộ trình mà sau cái lớp học bạn mới bắt đầu thực hành. Thì mình khuyến khích các bạn ở trong cái cộng đồng á, tại vì cái cộng đồng là nơi nắn chỉnh, là giúp các bạn có cái chỗ để bạn chia sẻ, có những cái bài tập để các bạn làm, thậm chí có rất là nhiều những cái kiến thức chia sẻ trong đó mà chính mình hàng tháng đều vào đó. Và có những cái kiến thức trong đó ở những cái lớp học mình không dạy luôn. Tại sao? Là vì không dạy tất cả được. Nhưng mà ở trong đó người ta có những cái câu hỏi, có những cái tình huống mà ở đó mình trả lời cho các bạn rất là chi tiết, giúp các bạn rất là nhiều. Thì cái cộng đồng thực ra nó quan trọng hơn cả cái lớp học. Tuy nhiên nếu mà không có tham gia lớp học thì không vào được cộng đồng, và vào cũng chẳng hiểu gì cả. Đó, thì đó là những cái mình muốn chia sẻ với các bạn. Tuy nhiên nó còn những thứ khác, nhưng mình để cho các bạn lúc học các bạn sẽ nhận rõ ra hơn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở trong lớp học nha. Xin chào các bạn, mình là Coach Tuấn Lê.